bia nhà ngoan nhá. Ở nhà ngoan nhá, nhớ chăm mấy đơn vị cho ba nhá. Bia nhà ngoan nhá. Ở nhà ngoan nhá, nhớ chăm mấy đơn vị cho ba nhá. Nhớ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em đánh nhỏ đi. Chưa, ngồi xuống đi. Bây giờ. Đi ở nhà làm gì mà ướt hết quần áo rồi đi. Đi chạy ra ngoài trời à? Trời đang mưa mà. Đây, ngồi đi. Quần áo ướt sạch rồi. Răng còn chưa kịp đánh. Đi ra cho thịt con à? Đi từ người và đi ra cho thịt con đúng không? Làm gì mà đấy? Ướt hết quần áo. Làm sao như thế nhé? Ăn hết đi, tôi chỉ lấy cho. Ăn nó đi. Nè bánh thịt nè. Ngửi với mình. Bánh thịt đi mong được. Ăn đi. Nhớ sữa nhá. Lấy sữa. Chuẩn bị lấy sữa đây. Ăn nó để mình lấy đi. Cầm lên như thế uống nữa. Đỡ đây này nè. Tươi thôi anh chưa. Nhanh vậy. Hết chưa? Hết rồi để cắt ra. Hết rồi. Hết sạch rồi. Hết rồi. Lấy đi mất đi. Hết rồi mà. Thế nè. Qua. Chị làm miệng. Rồi. Đi ăn vậy.
Em không đi ra ngoài trời mưa đâu nha. Trời trong nhà thôi. Đi định đi ra ngoài hả? Ra ngoài đi. Đi ngồi đây. Đi chơi gì ăn đó nhé.